Xin chào các bác, hôm nay bên em có một công trình Nexo ở Sài Gòn. Đây, tất cả đồ đạc bên em đã chuẩn bị sẵn, đang ở sân bay đã bắt đầu check in. Bây giờ là 4 giờ. Hôm nay bọn em bay sớm để cho kịp cho giờ lắp đặt của chị ở trong Sài Gòn. Bên em đã đến nơi. Đây, nhà bác chủ đây. Nexo Container 1.3 PS10, tất cả đầy đủ đấy hết rồi. Đây, bên em sẽ chuyển lên trên nhà. Bên em đã chuẩn bị hết đồ xong. Tủ kỹ thuật. Đây, bên em sẽ bóc tủ ra và lắp kỹ thuật vào. Đây, có bọn em có hết đủ rồi. Đây, bên em bây giờ sẽ bắt đầu xếp tủ Container. Đây là không gian phòng. Không gian phòng rất đẹp. Thì dự kiến thì bên em sẽ để là hai chiếc loa hai phía bên này, súp và tủ kỹ thuật sẽ ở bên này luôn. Đó. Phòng của chị rất là đẹp. Đầu tiên là chiếc âm ly 4x1.3. Tiếp tới là chiếc vang Tích 5 và một chiếc quản lý nguồn không thể thiếu trong một bộ dàn. Tiếp tới là Consumer Unity, rất nhỏ nhẹ tí. Bên em đã chuẩn bị xong, bây giờ sẽ đến phần kết nối dây, dây tín hiệu, quản lý nguồn, mic, vang, container. Đây. Điện tử, điện tử. Ok, loa PS này. Chiếc loa thứ hai. Một cái con loa là bao nhiêu cân em? Nó chắc có cần mười mấy ký. Mười mấy cân đấy, nhẹ rồi. Tiếp tới súp. Lật lật luôn cái này lại. Ok, bên em đã kết nối xong. Bây giờ sẽ dùng dây. Dây thì chắc chắn sẽ sử dụng. Đấy là dây cá lốt rồi các bạn nhá. Cá lốt. Cá lốt là em cá đích nhé. Rắc như chích không là rắc như chích xịn hết, tất cả đều đủ xịn hết các bạn nhé. Đó, tất cả bây giờ đã ok. Từng vụ hay ra
Và lúc bật lên thì cũng như vậy, cũng chỉ dùng đúng một lúc đấy, nó không phải làm gì cả. Đúng rồi. Đây bây giờ coi như là mình đang tắt đi rồi. Ừ. Bây giờ mình về nhà mình muốn hát thì mình chuyển. Ấn một lúc lên. Còn cái nhạc và cái mic nghe nói, ừ, đây, thì cái con này nó sẽ là cái bộ não để điều khiển toàn bộ cái thiết bị này. Ừ. Thì cái nhạc to nhỏ nó sẽ nằm ở đây. Sau khi mà em khởi động lên là em chọn bài, ừ, và cảm thấy là nó nhạc cũng nhỏ cả, ừ, thì mình chính có thể đây. Đấy, mình giúp mình kết nối thì nó sẽ hiện lên này, và mình mặc vặn nó sẽ có tác dụng luôn. Ừ. Đây ở đây em đang để music là 30, mic là 48, vang là 48, em có thể tăng từ 30 lên tận 45, có 15 nấc để cho mình. Còn mặc định khi mà tắt đi bật lên thì nó sẽ là như thế này. Ừ. Còn là nó rồi, tức là từ 48 đến 51 nó lên có 3 nấc thôi. Nhưng đi lại gọi là một chút ít thôi. Okay. Còn đâu về phần nhạc thì mình có thể to nhỏ tùy ý thôi. Được, còn phần vang cũng như vậy, vang cũng sẽ lên được một chút thôi. Lên nhiều quá thì nghe nó thừa, nó dài, lòng thòng. Nhưng mà hồi nãy là chính là ok rồi đúng không? Vâng. Còn một cái cô lưu ý thêm một cái nữa là hai cái núi này, cô phải bật về. Bên em đã vừa thi công và lắp đặt xong cho chị Trang, và bây giờ bên em sẽ đi bay về Hà Nội. Bây giờ là 4 giờ rồi. Bây giờ bọn em sẽ bắt đầu chuẩn bị xong và bắt đầu về. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.